Trần Thị Loan, sinh 1960 ở Thái Bình, bị ung thư dạ dày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Sư Phụ Thích Tuệ Hải, đồng kính thưa tất cả các quý thầy cô tăng ni ở chùa, ở các chùa cùng được tụ họp về đây tại chùa Long Hương, cùng kính thưa tất cả các quý vị đại biểu Phật tử nam nữ gần xa đã trở về nơi đây tụ họp vào ngày giỗ tổ, cũng là ngày giỗ tiên sinh Ojiwa, cùng với quý thầy để nghe thầy giảng pháp, để nghe thầy chia sẻ, và được chúng con cũng có đủ duyên lành về đây, được sự quan tâm của các tổ chức tại chùa, và được sự quan tâm của sư phụ cho phép con được lên cùng chia sẻ những điều quý giá này tới các quý vị Phật tử, nhất là những người mà chưa mắc bệnh và những người đang mắc bệnh và những người đã mắc bệnh rồi. Hôm nay con tưởng tượng con đã nghe tất cả những cái bài pháp của thầy và những cái bài mà các Phật tử đã chia sẻ, thì con thấy hôm nay, buổi hôm nay dù rằng rất ít nhưng lại có rất là ý nghĩa quan trọng. Cái thứ nhất là có bác sĩ để cùng chia sẻ trong nghề nghiệp bác sĩ đã từng cứu các bệnh nhân, đến đây cùng kết hợp với quý thầy, với tất cả các Phật tử để cùng chia sẻ. Con là một bệnh nhân đã từng ung thư 8 năm dạ dày, và con nằm trong hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nếu ai trước đây đã từng gặp con cách đây bằng giờ năm ngoái thì với cái nét mặt của con nó giống như người quá khổ cực, nó cùng cực, cái mặt muốn cười cũng không có nụ cười trên khuôn mặt được. Con chụp cái hình chứng minh nhân dân mà đến nỗi con nhìn, giờ con nhìn lại con sợ luôn. Đến bây giờ tất cả mọi người nhìn ở trong đạo tràng nhìn con thì có ai biết là con mắc bệnh ung thư không ạ? A Di Đà Phật. Hôm nay con được một, con tưởng tượng đây là một cơn gió lành được về đây mà con mơ ước bao giờ để con được gặp Thầy Tuệ Hải. Trước đây con đã mắc bệnh rồi thì tình cờ con đọc, con nghe pháp, bài pháp của thầy giảng bài pháp về nói về tịnh độ. Thì tự nhiên sau hôm đấy, đêm đấy con lại nghe bài pháp, nghe thấy thầy giảng, thầy Tuệ Hải, Thích Tuệ Hải giảng, mà con nghe thấy tiếng thầy giảng nó hay quá, mà thầy nói nó hay. Thế là con cứ chú ý, lần sau con lại tiếp tục con mở lại để con nghe. Con nghe là con nghe thầy giảng về pháp môn tịnh độ, chứ không phải là con chú ý về pháp môn này, về pháp môn ăn dưỡng sinh. Nhưng một duyên lành đối với con, không biết sao, thầy là một vị trước đây con đã được học hay con đã được gặp trong đời thở nào mà cứ nghe cái tiếng dày giảng là con thích nghe lắm. Sau đó con cứ tò mò, con lại mở tiếp. Đến khi mở đến cái ăn dưỡng sinh thì con thoáng ca nghe là ăn gạo lứt đỏ là khỏi chữa bệnh ung thư. Phát hiện được bệnh ung thư, con bỏ hết tất cả mọi sự buôn bán làm ăn và quay trở về. Khi con ngộ được Phật Pháp, con quay trở về tụng kinh niệm Phật. Và khi bác sĩ mổ cho con vào tháng 2 năm 2012 tại bệnh viện 103 Hà Nội, bác sĩ nói con là nếu cô kiêng tốt thì cô sẽ được sống từ 5 đến 7 năm hoặc 8 năm, nói với con trai con và nói với gia đình con như vậy. Thì con không được biết. Sau đó thì con trai con có nói là bệnh của mẹ cẩn thận, chỉ được 5 năm đến nhiều lắm là 6-7 năm là chết thôi. Khi năm 2011 là con đang mắc bệnh trên giường dưới đất, chỉ có là chết, nó đau quá không chịu được. Đấy, sau khi mổ xong được 2 tháng thì con, vì cứ mổ xong về nhà thì cứ cái bụng nó cứ ào ào, nó sôi như nước đổ trong trong bụng con á. Thế thì con đến nhà cái chú ở gần nhà mua thuốc để uống. Thì con thấy bài pháp hay quá, con xin cái thẻ về là con đi mua được cái loa, con cắm mà con nghe. Thế là con quyết định xin nguyện về gặp thầy. Con về gặp thầy thì hôm đấy con rất là vĩnh phượng, bắt thẻ bắt thăm thì con được số 29, con mừng quá. Con được gặp thầy, thầy nói là cô về con này để ăn cho thầy một tháng rồi lấy giấy tờ mang đi. Khi con ăn được một tháng thì con không đi khám mà con ăn đúng 4 tháng.
Thì con đi khám bác sĩ bảo là bệnh gì mà máu như thời là thanh niên ấy. Thế là con biết là con không còn ung thư nữa rồi, con chẳng đi khám thêm cái gì nữa. Thế là con thì có bảo hiểm của quân đội là vĩnh viễn, không bao giờ phải mất tiền đi khám bệnh và chữa bệnh. Nhưng mà con giấy con cứ hết tháng, hết năm thì con lại lấy, con không bao giờ con đi khám. Từ khi mà con mổ xong con đi khám 3 lần thì từ đấy con không bao giờ đi khám nữa. Và con không phiền hà bác sĩ. Và đến thầy thì thầy cũng bảo con thế, con đi khám xong về. Đến rằm tháng 7, 30 tháng 7 năm vừa rồi con đến. Thì con gửi quý thầy, con lên cúng dường thầy xong. Con mang giấy con được, có cô đấy chụp hình. Con ngồi cạnh chỗ gần thầy để thầy chụp hình xong rồi. Con bạch được thầy mấy câu ấy là thầy đông quá con cũng hỏi, và con gửi luôn cái giấy hồ sơ đó cho thầy. Và cho tới hôm nay con với tới lần này là con xin được lên để chia sẻ cùng với các Phật tử thôi, chứ con cũng chưa được gặp thầy. Và đến bây giờ thì con thấy là mạnh khỏe, khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Đến bây giờ con thấy một cái kinh nghiệm này, cho nên con khuyên tất cả các Phật tử phải có niềm tin. Đối với con niềm tin là quan trọng nhất. Khi ăn xong rồi muốn cái gì đều làm được hết. Từ khi con ăn xong gạo dưỡng sinh này, con khỏi bệnh rồi, con đi đâu cũng được và con làm gì cũng được. Người rất là khỏe mạnh, nhất là những ngày nào mà con thấy nó ăn ra rồi con thấy nó khó chịu thì con lại ăn vào. Con ăn vào số 7 thì hoặc là con nhịn đói từ sáng đến tối thì thấy người nó rất là khỏe. Thế cho nên là cái phương pháp bây giờ là thầy đang chỉ cho là cách nhịn đói, đó là một phương pháp rất là tốt. Và con cũng hay thường nhịn thì thấy nó khỏe mạnh hơn là mình ăn. Mà ăn càng ít thì càng thấy khỏe. Nên là con xin chia sẻ cùng với đại chúng, cùng với các tất cả đều biết được kinh nghiệm này, để ta sẽ giúp cho đời, giúp cho đạo Phật Pháp được trường tồn, chúng sinh được an lạc, và cùng với thầy để trên con đường giải thoát sớm thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.